Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ mùng 2 tháng 9. Để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, người dân liên hệ số điện thoại 0995 676767 hoặc 069 234 2608 phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, số điện thoại 1900 599 870 máy lẻ 2, phản ánh các bất cập về tổ chức giao thông, liên hệ số điện thoại 1900 599 870 máy lẻ 1, phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, liên hệ số 0865 367 565 Cục Đường sắt Việt Nam. Về hàng không, liên hệ số 0916562119, Cục Hàng không Việt Nam. Về đường thủy, liên hệ số 0942107474, Cục Đường thủy nội địa. Về hàng hải, liên hệ số 0914689576, Cục Hàng hải Việt Nam. Để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông người dân có thể liên hệ tới số điện thoại của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia 081 911 5911. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải của người dân dự kiến sẽ tăng cao so với ngày thường. Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các phương án phục vụ và đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Để phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngoài số lượng xe hiện có, công ty cổ phần taxi Bắc Trung Nam đã tăng cường thêm 10% số xe dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Đồng thời, công ty đã quán triệt đến toàn bộ lái xe chấp hành nghiêm các nội quy quy định trong hoạt động kinh doanh cũng như việc tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi lưu thông trên đường, bố trí thêm nhân viên trực tổng đài và chăm sóc khách hàng để tiếp nhận các cuộc gọi đặt xe và phản ánh của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, công ty sẽ tăng cường quản lý toàn bộ hoạt động của đội ngũ lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình. Để chuẩn bị tốt cho người dân đi lại trong dịp vòng 21 này, thì tất cả các phương tiện chúng tôi đều cho kiểm tra mức độ an toàn của phương tiện. Thứ hai, tuyên truyền tới tất cả đội ngũ lái xe trong kinh doanh phải đảm bảo an toàn giao thông nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông và có những thái độ phục vụ khách hàng được phải chú đáo, ân cần, văn minh và lịch sự. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ lễ, dự kiến lượng khách sử dụng dịch vụ taxi trên địa bàn tỉnh tăng cao. Vì vậy, taxi Mai Linh Thanh Hóa đã chủ động lên phương án phục vụ hành khách. Dịp mùng 2 tháng 9 này, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm 50 đầu xe với mục tiêu phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh việc tăng đầu xe thì công tác tập huấn, tuyên truyền cho lái xe chấp hành quy định khi tham gia giao thông luôn được đơn vị chú trọng và quan tâm. Đặc biệt là nghiêm cấm và xử phạt nghiêm lái xe sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện chở khách trên đường. Trước khi mà phục vụ khách hàng thì Mai Linh Hóa cũng đã tổ chức cái hội nghị đối với anh em lái xe để quán triệt cho anh em về cái việc chấp hành tốt cái quy định của nhà nước về cái luật an toàn giao thông và đặc biệt là không cấm uống rượu bia khi mà tham gia giao thông thì cái đó là cái là đối với Mai Linh thì thực hiện nghiêm cái việc thực hiện cái nghị định 100 của chính phủ về cái việc không uống rượu bia và đặc biệt là cái chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất. Đến thời điểm này các hãng taxi đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người dân. Trong những ngày nghỉ lễ, áp lực lên vận tải hành khách sẽ rất lớn bởi lượng người đi lại rất đông. Vì vậy, sự chuẩn bị chu đáo của các doanh nghiệp taxi sẽ giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn. Chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.